Nếu như các bạn đang ở nhà chung cư, căn hộ hoặc là các bạn đang ở nhà phố mà các bạn đang có quá nhiều lầu hoặc là quá nhiều phòng, thì đối với những cái phòng mà nó càng ở xa cái cục modem ở trong nhà của bạn thì chất lượng wifi nó lại càng yếu. Cho nên là hiện thời chúng ta thấy là đang có rất là nhiều những cái giải pháp để tạo ra những cái mạng lưới mesh. Mesh wifi tức là chúng ta sử dụng những cái thiết bị phát wifi khác nhau và liên kết thành một mạng lưới duy nhất. Khi này thì các bạn không cần phải sử dụng một lúc là 2-3 gói cước mạng, chỉ cần một gói cước mạng duy nhất thôi, nhưng các bạn cũng đã có thể thiết lập thành một cái mạng lưới wifi rất là dày đặc ở trong nhà của mình. Nói về những cái giải pháp mesh wifi hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều những cái mẫu mã, rất là nhiều những cái thương hiệu, rất là nhiều những cái công nghệ khác nhau. Tuy nhiên là mình rất là có kinh nghiệm với lại một cái loại công nghệ được gọi là Asus AI Mesh, và hơn 5-6 năm mình vẫn chưa có cái nhu cầu là đổi sang một cái cục router khác. Cho nên là trong cái video này mình chia sẻ với các bạn về những cái trải nghiệm của mình đối với những cái cục router của Asus, và kèm theo là mình cũng muốn thuyết phục anh em là nếu như anh em hiện thời đang ở trong nhà chung cư nè, hoặc là nhà mà có quá nhiều phòng đó, thì nhiều khi là mấy cái cục router của Asus nó cũng rất là hợp lý nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tài Xài Tech. Nếu như các bạn thích các loại nội dung liên quan tới chủ đề về công nghệ và phát triển bản thân thì kênh của mình sẽ rất là phù hợp với các bạn. Các bạn có thể để lại cái nút đăng ký để ủng hộ mình ha. Tại vì trong năm nay mình đang mong muốn là đạt được 100.000 người theo dõi. Cảm ơn các bạn. Mình hay nói với những các bạn xung quanh mình đó chính là nếu như các bạn có đi mua cái cục router đầu tiên ở trong nhà của mình mà thay thế cho cái cục modem của nhà mạng á, tại vì thường là mấy cái cục modem của nhà mạng thì cái chất lượng của nó sẽ không có phải là quá tốt. Dành cho một số những cái nhu cầu cơ bản thì ok, ví dụ như ok chơi game hoặc là lướt web này kia đơn giản thì ok. Nhưng mà khi các bạn cần cái sức mạnh xử lý của nó mạnh hơn, cái tốc độ kết nối, cái chất lượng mạng của bạn nó được cao hơn. Tại vì cái khác biệt ngay bây giờ là khi các bạn đi mua mấy cái cục router lẻ bên ngoài mà không phải là của nhà mạng đó, thì bên trong của nó cái vi xử lý tức là CPU của nó sẽ mạnh hơn, rồi RAM của nó sẽ nhiều hơn. Và đó là cái lý do là tại vì sao các bạn sử dụng một lúc là nhiều thiết bị cho nhiều cái tác vụ đồng thời đó, thì nó sẽ không thể nào xử lý một cách mượt mà được. Cho nên là đối với cái cục modem của nhà mạng, các bạn sử dụng với ít thiết bị thì ok, ví dụ như là 10 thiết bị trở xuống thì nó vẫn sẽ chạy rất là ổn định. Mà các bạn biết là mấy cái đồ điện tử mà có thể kết nối wifi bây giờ nó rất là nhiều luôn, đúng không? Điện thoại, laptop, rồi máy tính bàn, hoặc là các bạn có những cái đồ smart home ở trong nhà, ví dụ như là rèm cửa thông minh, đèn thông minh, hay là robot hút bụi, hay là máy rửa chén, máy lau nhà, vân vân, ví dụ như thế. Thành ra là khi này các bạn sẽ cần những cục router của bên thứ ba. Và với kinh nghiệm là mình đã sử dụng thực những cục router của Asus từ rất lâu rồi, cho nên là thường mà bạn bè của mình hỏi là bây giờ mua router nào bây giờ thì mình đều giới thiệu sang router của Asus. Cái lý do phụ là tại vì cái trải nghiệm của mình đối với router Asus nó không có gặp vấn đề gì hết trơn á, về cái app của nó, về cái chất lượng kết nối của nó vân vân đều rất ok. Nhưng mà cái lý do chính là khi các bạn đi mua một cái cục router của Asus ngay từ lần đầu tiên là cái cục số 1 ha, thì để sau này các bạn đi mua cái cục số 2, cái cục số 3, cái cục số 4, khi các bạn đang có cái nhu cầu là nâng cấp cái nhà của mình lên, các bạn không ở cái nhà mà 2 phòng ngủ hay là 3 phòng ngủ, mà khi này các bạn đã đủ tiền đó, các bạn lên tới nhà phố rồi các bạn có nhà lầu vân vân đó, thì các bạn ngay bây giờ có thể tận dụng được tất cả những cái cục router đó thông qua cái kết nối được gọi là Asus AI Mesh. Cái cách để các bạn có thể biết được rằng là cái cục router các bạn định đi mua nó có hỗ trợ AI Mesh hay không thì đương nhiên một là các bạn lên trên coi cái spec của nó, cái tính năng của nó coi nó có hỗ trợ không, hoặc là cái cách đơn giản hơn các bạn nhìn thẳng lên trên vỏ hộp. Đầu tiên là nếu như nó có cái logo của Wi-Fi 6, các bạn lưu ý ha, là nó bắt đầu từ Wi-Fi 6 trở lên mới được hỗ trợ AI Mesh. Và cái thứ hai là nó có thêm một cái logo của Extendable Router, thì tức là ngay bây giờ cái cục router đó nó có hỗ trợ với công nghệ AI Mesh. Cái cách setup thì rất là đơn giản ha, từ cái cục modem của nhà mạng các bạn đi một cái dây LAN vào trong chính cái cục router mà các bạn vừa mua của Asus, và các bạn vào trong chính cái app đó đăng nhập hết tất cả mọi thứ và nó sẽ tự động scan ra được cái router đang đặt ở ngay cái khu vực gần đó. Và khi này các bạn cứ bấm vào trong cái router mới đó, các bạn thiết lập tất cả mọi thứ đều rất đơn giản, tại vì nó đã step by step hết rồi. Tức là bước 1 thì các bạn phải điền cái gì, các bạn phải lựa chọn cái gì, bước 2, bước 3 nó có những cái giao diện và thiết lập cực kỳ đơn giản. Sau đó tới cái vụ là setup AI Mesh thì nó có khó hay là không, thì AI Mesh hiện nay của Asus nó đang cho các bạn hỗ trợ với hai cái loại kết nối. Một là kết nối thông qua wireless luôn, tức là cái cục router thứ hai của Asus á, các bạn đặt ở đâu cũng được cả. Các bạn không cần là phải đặt gần để mà đi dây LAN ha, các bạn có thể đặt ở bất cứ đâu, ở xa chỗ nào cũng được hết, thì miễn là ở trong nhà của bạn mà cái sóng wifi nó vẫn tới được chỗ đó thì nó vẫn có thể nhận tín hiệu mà thôi. Giống như mình á, thì mình đang sử dụng cái cục router đầu tiên là đặt ở ngoài phòng khách, nhưng mà cái cục router thứ hai thì mình đang đặt ngay trong chính cái phòng làm việc của mình. Và cái kiểu kết nối thứ hai tức là wired backhaul, tức là nó sẽ sử dụng có dây, thì đương nhiên rồi, có dây nó sẽ ổn định hơn là không dây. Nhưng mà nếu như các bạn cảm thấy là ok, cái tính di động, cái tính đơn giản là cái thứ mà các bạn đang mong muốn, thì thật ra là wireless cho tới bây giờ mình sử dụng vẫn thấy nó rất là ok, không có vấn đề gì. Và để setup thì như mình nói nó rất là đơn giản ha, các bạn cứ chọn vị trí cho cái cục router thứ hai của các bạn ở bất cứ cái căn phòng nào các bạn mong muốn ha, các bạn ghim điện vào trong cái cục router đó, sau đó các bạn cũng vào trong cái app Asus router, các bạn cũng vào trong cái phần thiết lập và nó sẽ có một cái mục là AI Mesh.
Ngay bây giờ các bạn cứ ấn vào trong đó, nó cũng sẽ tự động scan ra cho các bạn cái router số 2 của các bạn là cái gì, cái tên của nó. Rồi sau đó các bạn cũng y chang như cái bước đầu tiên. Kể cả các bạn không phải là một người rành về công nghệ, các bạn vẫn có thể tự làm được tại nhà. Hoặc là trong tình huống các bạn không có làm được thì ok, cứ gọi lên trên cái trung tâm hỗ trợ khách hàng của ASUS thôi. Thì sau đó họ sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Có một cái rất hay của AI Mesh đó chính là cái công nghệ Mesh này nó hỗ trợ cho các bạn từ những cái cục router không cần phải quá đắt tiền. Kể cả từ một con router như là RTAX1800HB thì giá của nó hiện nay chỉ tầm là khoảng 1.3 triệu mà thôi. Con này thì cũng là Wi-Fi 6, cũng là hai băng tầng, tức là 2.4GHz và 5.0GHz ha. Và đương nhiên là có hỗ trợ thông qua app của ASUS luôn, cho nên là các bạn có thể thiết lập và điều chỉnh sử dụng rất dễ dàng. Vì từ đó là mình mới vừa hướng dẫn các bạn cái cách để mà thiết lập được cái mạng lưới AIMS ở trong nhà của bạn về đơn giản và cơ bản là như thế. Nhưng mà ngoài ra là bên trong cái router của ASUS á, nó còn có rất là nhiều những cái tính năng khác nhau. Và sẵn tiện đây mình có một cái con router của ASUS mà mình rất là thích luôn, nó mang tên là RTAX59U. Thì đây là một cái con router ASUS mà mình thấy là cái ngoại hình của nó rất là đẹp luôn, cái dạng hình trụ dẹt đó. Các bạn đặt nó ở đâu cũng được á, nhưng mà là mình đặt thẳng lên trên bàn làm việc luôn cũng đâu có vấn đề gì ha. Nhìn nó cũng giống như là một cái đồ gì đó để trang trí trên bàn của bạn thôi. Ở bên trong con router này á, CPU của nó đang sử dụng là loại CPU 4 nhân. Đối với nhiều cái router khác mà các bạn đang tìm kiếm trên thị trường đó, ví dụ như là một số những cái con mà rẻ rẻ cỡ 1.5 triệu đổ lại đó, thì đa phần là nếu như bán chính hãng ở Việt Nam á, thì CPU của nó chỉ có là 2 nhân mà thôi. Và các phần chức năng liên quan tới bảo mật ha, thì nếu như mà bạn đang có con cái ở trong nhà hoặc là có em trai em gái mà hơi nhỏ tuổi đó mà các bạn muốn là bảo vệ tụi nó tốt hơn, thì ASUS hiện thời cũng đã trang bị sẵn cho anh em tụi mình rồi. Đầu tiên đó chính là AI Protection và Safe Browsing. Nói đơn giản á, đây là một cái chức năng mà ASUS họ kết hợp với một cái đơn vị bên thứ ba để giúp cho các bạn khi mà duyệt web á, các bạn sẽ tránh được các cái tình huống là các bạn vào trong một số những cái trang web độc hại có chứa virus vân vân. Hoặc là một cái tính năng nữa nó mang tên là Instant Guard. Đây là một cái tính năng nâng cao thêm, nó giúp cho anh em mình có thể thiết lập cái mạng ở nhà của mình sử dụng trở thành một cái mạng VPN tại nhà, để trong tình huống là ví dụ như các bạn đang ngồi ở ngoài quán cà phê ha, các bạn có thể sử dụng chính cái internet ở tại nhà của mình để duyệt web. Tức là ngay bây giờ cái tín hiệu khi mà gửi đi ra khỏi cái mạng lưới wifi công cộng ở ngoài quán cà phê này kia đó, thì tin tặc họ không thể coi được là bên trong các bạn đang chứa những cái gói dữ liệu gì, tại vì tất cả mọi thứ đều được mã hóa và nó chỉ được giải mã khi mà cái thông tin đó nó đã tới cái router tại nhà của bạn. Mà ở cái router tại nhà của anh em mình, cái mạng lưới internet ở trong nhà của mình, thì đương nhiên là kẻ xấu không thể nào can thiệp được. Thì khi đó các bạn không bị hack thông tin, mà trong khi đó là các bạn cũng không cần phải sử dụng một số những dịch vụ VPN bên thứ ba. Ngoài ra còn có một tính năng nữa mang tên là QoS, tức là Quality of Service. Nó cho phép các bạn khi mà vào trong cái app ASUS router đó, các bạn có thể thiết lập về cái mức độ ưu tiên dành cho ứng dụng mà các bạn đang mong muốn là nó sẽ ưu tiên cái kết nối mạng. Chẳng hạn như các bạn đang là một streamer, các bạn thường xuyên là chơi game và các bạn thường hay streaming, thì đương nhiên các bạn nên phân cái luồng ưu tiên vào trong các cái tác vụ tương ứng. Chẳng hạn như các bạn cũng đang ở nhà mà các bạn còn ở với lại vợ của mình hoặc là chồng của mình đi ha, mà trong tình huống là các bạn đang cần streaming như thế, mà bây giờ chồng của mình đang download một cái tài liệu gì đó thì nó sẽ ăn hết tất cả băng thông mạng ở trong nhà của bạn, thì nó sẽ khiến cho cái luồng stream của bạn á nó bị ảnh hưởng. Thành ra là các bạn cũng có thể thiết lập ở trong chính cái app đó để cho ra một cái chất lượng kết nối là tốt hơn. Với cá nhân mình thì trước tới giờ là mình vẫn đang sử dụng những cái cục router của ASUS, và cho tới bây giờ mình vẫn thấy là nó rất là phù hợp dành cho những cái bạn mà hay chuyển nhà hay là hay ở nhà chung cư giống như mình. Khi này các bạn đang ở một cái nhà một phòng ngủ, sau này các bạn có thể chuyển sang một cái nhà hai phòng ngủ, ba phòng ngủ hay là có nhiều phòng ngủ hơn, thì vẫn có thể sử dụng được wifi ở trong nhà một cách tuyệt vời nhất. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và nếu các bạn muốn mình làm thêm những cái nội dung gì đó khác thì các bạn cứ comment ngay phía bên dưới ha, mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.